Bước sang năm thứ 6 tổ chức, ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 có chủ đề tạo chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Tâm điểm là 24 giờ mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm vào ngày 6 tháng 12 với chủ đề siêu giảm giá, hàng chính hãng. Khách hàng có thể sử dụng phiếu mua hàng điện tử trên website onlinefriday.vn, app, fanpage và các điểm offline của chương trình để quy đổi ra chương trình khuyến mãi. Sử dụng QR code để săn các giải thưởng có giá 0 đồng, thanh toán qua máy POS tại chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng ta sẽ có một loạt những hoạt động để mà đẩy mạnh cái gian hàng Việt. Thứ nhất là chúng ta sẽ có hẳn gian hàng Việt trong cái không gian Online Friday. Và trong cái gian hàng Việt này chúng ta sẽ tập trung tất cả những cái hàng hóa mà chất lượng cao của Việt Nam hiện nay đang là mũi nhọn xuất khẩu của chúng ta ra thế giới, cũng như là có uy tín trên thị trường nội địa. Năm nay, sự kiện được tổ chức tại 3 thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng với 80 gian hàng. Ban tổ chức kỳ vọng Online Friday 2019 sẽ thu hút 1.000 thương hiệu, 50.000 mã hàng với tổng đơn hàng đạt 2.500 tỷ đồng.